Là, xin chào người mới mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã trở lại với chúng tôi của mình. Thực sự là hôm nay mình hơi bị ý tưởng bởi vì là theo lịch làm game tháng 8 ấy, thì mình làm khá là nhiều game và gần như là đầy đủ hết rồi. Chúng ta không thiếu con game nào. Nhưng mà mình đã phát hiện thêm một con game rất là mới luôn, mới phát hành vào 9 giờ rưỡi sáng nay. Bây giờ là khoảng 10 giờ các bạn. Đấy, con game có tên là Meta Slug các bạn. Con game này là con game Jambo lùn thời xa xưa. Cực kỳ hay, cực kỳ cuốn hút luôn. Kinh khủng các bạn. Nhưng mà bây giờ nó đã được mang lên cái phiên bản di động mà chúng ta có thể vào game xem là có gì hay ho không nhá. Nào, vào game là let's go. Xem là có gì hay ho với khác biệt so với thời trước không nhá. Ngày xưa là chơi cuốn lắm các bạn ạ, thực sự là nó quá hay luôn. Wow. Vẫn là như thế sao? Mình sẽ có là 5 chiến sĩ ra trận cả. Mission start. Vãi trưởng các bạn ạ. Cái game ngày xưa ấy, thì nó tự do di chuyển bắn nhưng bây giờ phải thành game thẻ bài mất rồi. Heavy machine gun. Laser gun. Ôi giời ơi, thành này nhỉ. Mission complete. Ôi, cái game ngày xưa hay bao nhiêu mà bây giờ logistic này. Okay. Anh sẽ triệu hồi thêm một nhân vật nữa. Trông điều vãi. Vẫn là cái nền đồ họa quen thuộc các bạn ạ. Vẫn là nền đồ họa đấy nhưng mà nó thành cái game thẻ bài mất rồi. Chán nhở, hay là không sao thử cố tìm tòi xem là có gì hay ho không. Campaign đây. Anh có một nhân vật mới. Nhân vật mới này lên. Mission start. Trời ơi, hô mưa gọi gió giống kiểu Nami trong One Piece ấy. Bỏ tay kìa. Thật sự ngày xưa chơi hay quá nhiều. Upgrade từng tướng này. Là thành tướng này các bạn. Cố chơi là chứ biết còn sao. À, anh sẽ kéo những vật này nhé. Thì như là dạng như vật đang cái mặt, không phải là những vật tăng. Bây giờ có xe tăng rồi. Heavy machine gun. Laser gun. Nói chung là mấy cái nhiệm vụ đầu này cũng dễ thôi, không có gì khó khăn đâu. Thế nhưng thêm một nhân vật nữa thì phải. Rồi, nó là nhân vật này dạng kiểu là hoa tiêu hay sao các bạn lại cầm cái pháo hiệu. Logistics. Ok. Như vậy là ba mảnh này anh sẽ ghép được thêm một nhân vật. À nó lên được một sao. Ba nhân vật là lên được một sao. Nó chia thành cảnh như kiểu là cái mã vạch các bạn. Hai vạch sẽ lên được tốc cao hơn. Rồi. Và cái tiếp theo nào. Ở đây mình đang có 39 nhân ra trận. Mission start. Người trời. Sao dạng như kiểu là dạng như kiểu là pháp sư các bạn ạ, pháp sư triệu gọi. Trong đều vãi. Mission complete. Đúng là lối chơi nó thay đổi hoặc quá. Mình tưởng là nó tự do di chuyển nhé. Vậy nên anh đã gần đủ để cái mảnh ghép. Có con xe tăng rồi. Ủa? Con xe tăng này cũng được upgrade nữa à? Gear này một số lên trên nó này. Ok. Lớp mực tự chính của em sẽ là cái đồng tím tím này. Ruby của đồng gem. Nhìn trông giống ruby ghê. Rồi, thêm một con tăng nữa sẽ là chạy phòng thủ. Nó là đơn vị là phòng thủ các bạn. Mission start. Đấy, cho nó lên phòng thủ vậy. Ok, thắng em ơi. Rồi, đi gớm vậy. Trông điều vậy lúa.
chính ra thì những cái trận chiến mà kéo dài thì mình có thể là tái hiện lại những cái trận chiến nhỏ nhỏ thôi, chứ không thể là bằng chất lượng. Complete. Trước thì là trận chiến nó kéo dài hơn. Init này, anh em sẽ upgrade đồ lên cho nhân vật nhá. Giờ cái này cái gì đây? Đây những điểm năng lượng sao các bạn? À đây là điểm kinh nghiệm dành cho tướng. Chán ghê. Ở đây mình sẽ chia làm ba hệ sửa chữa này này. Này chính tôi gọi nó là gì? Chắc là dạng tanh các bạn ạ. Đam chính chắc là đây là dạng kiểu support. Đây chưa theo bạch. Fire. Mission start. Chẳng rồi nha. Lúc này thì mình sẽ cần phải tính toán tốt những cái đơn vị mà mình đang có. Laser gun. Sống xét các kiểu. Mission complete. Xong rồi tanh tổng. Chứ nó có tanh nữa. Không tanh nhưng mà mạnh thì mình có thể là cân được tim. Mình rất là thích chơi tanh. Rồi đây là cái gì? Các phần hướng dẫn rất là đầy đủ nha. Rồi trở ra một chút xem nào, trở ra được không? Ra một chút nha, xem là ưu đãi là phần đầu có ưu đãi gì không nhá. Quét này. Đây là nhiệm vụ hàng ngày. Đây là nhiệm vụ tuần. Đi. Tăng tốc độ lên trong tầm khoảng 60 giây các bạn. Inventory là kho đồ của chúng ta. Vậy là cũng chưa thấy phần nạp nổ gì đó các bạn. Unit này. Đây là bẫy à, đây là thư viện này. Wow. Trông cũng đầu lòi phết đấy. Wow. Sexy lady ghê. Thêm nhiều nhân vật thế. Ngày trước thì chỉ có tầm 3-4 nhân vật thôi mà nhỉ. Còn game ra mua lùi nhưng bây giờ nó đã cải tiến lên các bạn. Rất là nhiều nhân vật nha. Rõ ràng này thì làm cái gì đây? À, tiếp thêm xăng các bạn. À, ok nha. Rồi, nó cho chúng ta thử nghiệm nè. Khá là hay ho. Từ xem em hàng khủng lên xem là skill này. Đây xem em hàng khủng rồi nhá. Rồi nhiệm vụ chính sẽ là gì? Bạn ta trưởng rất kiểu được pháp sư đấy các bạn. Pháp sư gọi dông tốc báo tố này. Bạn lúa. Còn có múc cả khiên nữa. Kinh dị rồi. Mình cũng méo hiểu luôn thôi, sửa trên cái mặt này xem nào. Sao cũng có cả cá heo. Ôi bút máu quá, bút máu kinh vậy. Nhưng mặt này bút kinh vậy các bạn, đây này. Bút dã man trưởng luôn. Giống kiểu con di xe nhỉ, di xe cầm cái quyển triệu hồi này. Trong liên minh huyền thoại này. Đúng không? Tướng tiếp bây giờ nó làm khác hết rồi. Sợ rồi. Cá heo, cá hủng rồi. Ok, rất là nhiều tướng nha. Nhiều lắm. Có lẽ là sẽ chia thành cấp độ sao các bạn. 5 sao sẽ là mạnh nhất rồi. Đây sẽ là 5 sao. Cho quả giống quả Pharaoh vậy. Xem nào. Wow. Chấp chưa. Múc mà mana các bạn. Ủa, cái này sẽ tanh trâu đấy. Cái này. Rồi.
chat này. Một cái này thì khá là mới, chưa ai nhận biết được các bạn, chưa ai, chưa có ai vào chơi đâu. Đây là giao diện chính thành này. Anh em sẽ có những cái phần xếp hạng này, huy chương, đấu lô đài. Đây là phần triệu hồi các bạn. Một người nên dành cho tầm khoảng 2.700 hạt quay nhé. Đây mình đang có 700 thôi. Là quay kiểu bạn bè này. Đây chắc là quay thường. Quay luôn qua đây. Đẹp thấy không? Một nhân vật đấy các ơi, nhưng không biết là nhân vật 4 sao. Wow. Không biết miêu tả của gì. Một quả bạch thuộc mà lại như kiểu một nhà hóa học mà. Kiểu cái người nghiên cứu giáo sư sử học hay là cái giáo sư người hóa học gì đấy. Đấy. Đây là như vậy đây. So, là một nhân vật 3 sao nữa, nhìn trông cũng khá là ngầu lòi nhá. Tỷ lệ 5 sao chỉ là 1,1%, kinh dị vãi cả trường. Thấp vãi lúa. Thấp kinh hồn. Trời ơi, còn được có 1% thế này thì chơi bài gì hả em ơi? Tiếp hồ toàn 1% các bạn ạ. Nhưng con game này sẽ khá là khó để cho anh em nhé. Ok, đây sẽ là đăng nhập 30 ngày này. À, anh em sẽ nhận được một cái mã gì đây? Test này. New buy test này. Thế sẽ là con này. Ok. Ngày thứ hai anh em sẽ nhận được những nhân vật này. Ngày thứ bảy những nhân vật này. Rồi nha, đây là phương đã người chơi mới. Đây là phần thưởng, nó phép phần thưởng nhiệm vụ. Ok. Ok. Các cái phần giọng ghi âm ấy rất là giống. Rất là giống trong game ngày xưa các bạn. Campaign. Rồi. Mất cái này lấy trận nào. Được chứ, mình đang là 8.700, bên kia đang là 5.001 các bạn ạ. Final Mission Start. Không ngờ nó lại thành cái kiểu game này. Nó đi lạ luôn. Wow, ném của mình các bạn ạ. Nhưng mà nhân vật khoa học của chúng ta trông khá là nhỏ lắm. Ôi, hẹo lắm. Hẹo. Ôi, tanh cũng hẹo luôn à. Gì ghê bay. Lên em ơi, hơn là 3.000 đợt chiến cơ mà. Mission complete. Ở đây thì nó không có hệ thống sao đánh giá cái phần phó bản các bạn. Bình thường những cái chiến thuật là nó có nhá. Đây là không. À, bây giờ đây. Là cũng được 9 đang là mắc. Nhưng mà hình như mình làm gì đây? À, có tính năng tự động combat. Cái gì đây? Mình phải tránh. À, cái con này sẽ là có nhiệm vụ là phá hủy cái con tháp canh di chuyển này. Con này dạng không phải tháp canh mà là sẽ tăng nó chế thêm các bạn. Auto. Rồi, các bạn phải để ý nha. Sẽ có nhiều cái quân nó khắc chế con này con nọ, anh phải để đúng cái đường trên dưới của nó. Thế các bạn phải căn skill ra đúng lúc cho nó hợp lý. Rồi. Đến trong sơ động phát đấy các bạn ạ. Không đến nỗi nào. Lúc đầu mình hơi chán hơn. Về sau chơi mà thấy hay. Được đấy. Mission complete. Mình được thêm một tướng nữa rồi. Inventory. Tướng này mấy sao đây nhỉ? Không hay nó nói nhỉ? Là 11 rồi. Bọn này bỏ ra đi. Là 11 rồi.
5. Mission start. Hơi chuối này, kiểu này. Ua. Hai cái máu, cái máu, đúng rồi. Máu. Đấy, con này hút máu này chứ. Được, không có mấy nào đâu các bạn. Nói chung là chơi tạo cũng được. Hay thì anh em cắm mắt vào để mission complete. Để có thể là tự do rảnh tay sắp xếp đội hình. Nói chung là cũng là một cái phong cách mới. Tuy nhiên thì sẽ khó là phù hợp với anh em đã chơi quen ở những phiên bản trước. Cá nhân mình cũng thế thôi. Rồi mình sẽ vào đây xem một tiếng Việt nhé. Language. Tiếp theo là chúng ta khai là không tiếng Việt nha. Ok. So with a car server. Oh. Ở đây em có thể đổi giữa tập hình tượng. Đây là tướng này cho nó sexy. Đấy, nói chung là chúng ta sexy các bạn. Tên ở đồi ở đây nhá. Đây là phần ID game. Mình đang ở server Asia, từ châu Á. Đây là phần là chữ ký nhá. Rồi. Mình kiếm nhìn nhiệm vụ nhiều quá. Luôn mission start. À, một cái dạng kiểu bọn sát thủ các bạn ạ. Chúng nó lao vào, chúng nó tấn công ở hàng sau mình trước. Như thế mình sẽ để mấy mình bật tách ở phía sau các bạn. Chúng nó lao vào nó chém. Đấy, mất một con của mình rồi. Mission complete. Ok, mình sẽ xin kết thúc video ở đây các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Đánh giá chung ấy thì đây là một con game mô phỏng lại, nó là mô phỏng lại cái game Zamo lùn thời xưa mà mình đã từng chơi bằng một cái cách rất là khác, bằng một con game chiến thuật. Nếu mà đánh giá chung thì mình cũng không thích cái này cho lắm, nó không mang lại cái cảm giác hồi hộp chơi ngày xưa, nhưng mà tùy anh em và anh em có anh em sẽ thích bởi cái cách chơi nó sẽ là cái game chiến thuật sẽ tập tướng nhá. Thế anh em có thích cái này thì comment cho mình thêm ở phần dưới cùng góp ý với mình để cùng xây dựng và phát triển kênh nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.